ngày 23 tháng 6 năm 2020, theo nguồn tin của báo Thanh Niên, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã bước đầu làm rõ động cơ gây án của Phạm Kim Phê, 18 tuổi, ở thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, trong vụ sát hại bé gái 13 tuổi vào tối 17 tháng 6 năm 2020. Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6, Phê cùng một số người bạn rủ nạn nhân đến gành đá đĩa chơi. Một lúc sau, một người bạn có việc nên đi về nhà trước, nhóm còn lại sau đó đi đến tiệm Internet ở xã An Ninh Tây ngồi chơi. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Phê chở nạn nhân về nhà. Trên đường đi, Phê nảy sinh ý định giao cấu nên chở nạn nhân vào khu vực rừng dương ở gần cầu An Hải thuộc thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông. Tại đây, khi bé gái 13 tuổi đang ngồi bấm điện thoại thì Phê ôm chặt từ phía sau. Nạn nhân chống cự quyết liệt, đồng thời gọi cho chị ruột đang ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên và nói, chị ơi, cứu em. Nghe vậy, Phê đe dọa nếu nạn nhân không tắt điện thoại sẽ đâm chết. Sau đó, Phê giật lấy điện thoại ném đi. Lúc này, nạn nhân thoát được nên vùng bỏ chạy. Phê đuổi theo đánh và bóp cổ đến khi nạn nhân nằm bất động. Sau đó, Phê đã thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Sau khi làm trò đồi bại, Phê đào một hố dài khoảng 1,5m rồi kéo xác nạn nhân vào hố lấp cát lại và dùng lá cây phủ lên trên rồi đi về nhà. Về phía gia đình nạn nhân, sau khi nhận được cuộc điện thoại cầu cứu đã tá hỏa đi tìm nhưng không thấy nên trình báo cơ quan chức năng. Công an huyện Tuy An đã lập chuyên án để truy tìm. Quá trình điều tra, công an xác định Phạm Kim Phê là nghi phạm nên mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, Phê thừa nhận đã sát hại và chỉ nơi giấu xác nạn nhân trong rừng dương. Sau đó, nghi phạm Phạm Kim Phê đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên để điều tra theo thẩm quyền. Đến sáng 22 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Phạm Kim Phê và được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên phê chuẩn. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Kim Phê để điều tra hành vi giết người.